Xin chào quý khách, thì hôm nay thì là ngày 20 tháng 12. Em lại vừa về được một cái lô mà 12 con Panasonic đẹp, long lanh. Toàn bộ thì đó là đều là hàng đấu giá hết. Thì hàng đang có bày tại hàng Nhật Tuấn Hà, showroom tại số 2 ngõ 603 Đặng Công Quân và cơ sở 2 ở số 116 đường Hồng Đô, Mỹ Đình. Thì cái giá yên đợt này đang giảm, và hiện tại ra thì do cái dịch Covid ấy thành ra kết thúc, thành ra là cái giá của hàng hóa nó cũng giảm hơn rất nhiều. Thành ra đợt này em đang báo giá lại với quý khách một chút về cái giá thành của tất cả những cái mẫu ghế massage ở bên cửa hàng. Mọi người nhìn xem, nếu mà chất ghế này thì chắc là ít nơi mà so sánh đúng không ạ? Đây, trước quý khách có thể thấy đây. Quý khách vào bên xem một chút về cái mẫu ghế massage đang để trong kho. Ví dụ như quý khách thấy thì nhà em có cả ghế mới Daisu 3310, cái phiên bản sản xuất tại Nhật rồi. Nhưng đây ta hôm nay ta chỉ khoe cái dòng của Panasonic thôi. Như quý khách thấy thì hôm nay ta sẽ lần lượt là từng cái mẫu một nhá, về báo giá cho quý khách xem. Ví dụ đây là con ghế mà bắt đầu là đang từ kho về, đang từ kho về và chưa lắp ráp, thì chỉ cần thiếu một hai cái tay để lắp vào thôi. Thiếu hai cái tay. Đây là con Panasonic EP MA99. MA99 thì đợt này có giá rất là tốt. Ngày xưa ra thì MA99 thì nó có giá đến tận 70 mấy triệu cơ. Thế nhưng mà tại thời điểm này thì MA99 chỉ giá thì hiện tại là chỉ còn có 68 triệu thôi. Tiếp tục là đến bản MA86S. Mới hôm trước nào đó em còn bán 54 triệu đấy. Thì hiện nay tại là cái bản MA86S này đang hàng nay new này có, thì đang có giá là 52 triệu nay new luôn. Nhìn là biết, chẳng cần phải khoe khoang làm gì. À, đằng sau đây Panasonic MA68 màu kem, rất là đẹp. Còn Katano đầy đủ. À đây, con này là Katano của bản 86S. Bên này con 868S này thì hiện tại là đang có giá là 50. MA70 đẹp quá các quý vị ạ. MA70 này thì cái này mà có gì mà phải bàn nhỉ. MA70 màu đen thì hiện tại đang có giá là 42 triệu, đẹp mỹ mãn luôn. Thực ra thì em vẫn rất thích cái MA70 này bởi vì cái vân carbon này của nó làm xịn luôn. Cái chất ghế của bên em ra thì các bác đừng so sánh nhé, bởi vì thực ra là các bác đi so sánh ở các nơi, nhưng mà em nghĩ chắc là ít nơi nào mà có được cái ghế như bên em lắm. Thành ra em cũng phải nói thật luôn. Tiếp tục là đến con này là con gì đây? Wow, MA97 thì màu đen mà hàng nine new như thế này thì giá tốt lắm nhé. MA97 nine new hiện tại là giá chỉ có 60 triệu thôi ạ. 60 triệu MA97 luôn. MA73 thì sao? MA73 gương đen xì luôn. Chết thật, đẹp quá nhỉ. Hàng lần này đẹp kinh khủng luôn đấy. MA73 thì hiện tại là đang có giá là 45 triệu ạ. Quá tốt nhỉ. Đợt trước giá cao hơn rất là nhiều đấy, chứ không phải không đâu. Tiếp tục là lại MA99 này. Các bác nào mà em thấy, cá nhân em sử dụng thì em thấy con MA99 này đấm sướng hơn con MA100. MA100 lên đời cao trông chỉ xịn xò hơn tí thôi, chứ còn đấm không ngon bằng đâu. Cứ làm mấy con MA97, 98, 99 là vô địch về đấm rồi. Hiện tại ra thì cái series MA100 chưa bằng. Em dám khẳng định với bác, các bác luôn thế. Lại MA68 đen này. MA68 đen, phiên bản đen này đắt hơn phiên bản trắng nhé. Thì hiện tại là phiên bản trắng bao giờ cũng sẽ rẻ hơn 2 triệu so với phiên bản da đen. Em báo cho quý khách như thế. Phiên bản MA68 này hiện tại đang có giá là 52 triệu hàng nine new luôn. MA58 thì quý khách lấy thì cho rẻ. Phiên bản 5 với phiên bản 6 thì khác nhau gì. Phiên bản 5 thì chỉ có 7 bài đấm thôi. Phiên bản 6 là 9 bài như thế này này. Phiên bản 5 rẻ hơn nhiều. Phiên bản 5 ra thì có giá là 48 triệu thôi. MA58 quay cho quý khách xem. Chết rồi, lâu này về đẹp thế này mà không lấy ra thì quá phí luôn. Đó.
Mong quý khách ủng hộ cái nô hàng ghế massage Panasonic nô mới này về của em nhé. Bởi thực ra những cái nô mới này về nó cũng ít đấy mà không có số lượng nhiều đâu, thì nếu quý khách lấy ra thì nên tận dụng sớm. Rồi, hạng Nhật Tuấn Hà tại số 2 ngõ 603 Đặng Đăng Quân và cơ sở 2 ở số 116 đường Hồng Đô, Mỹ Đình, thì rất cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Cảm ơn quý khách.